Vâng, xin chào toàn thể cô bác chị và các bạn. Chào mừng cô bác chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Công Auto. Ngày hôm nay thì em Công lại trở lại để giới thiệu với cô bác chị và các bạn về một mẫu xe bán tải gầm cao máy thoáng đấy ạ. Một dòng xe mà được mệnh danh là dòng vua bán tải đấy ạ. Đó là chiếc Forerunner. Chiếc Forerunner này sản xuất 2016, đăng ký lần đầu 2017. Số tự động, động cơ 2.2, máy dầu. Tổng ngoại thất của chiếc xe này thì nó có nước sơn màu xám. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Màu xám đồng rất là đẹp. Động cơ 2.2 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Máy dầu mà, động cơ 2.2 thì nó sẽ rơi vào tầm cỡ khoảng 8 lít rưỡi trên 100 km đường hỗn hợp, hoặc 9 lít trên 100 km đường hỗn hợp tùy vào chân người đi. Bản XLS Forerunner sản xuất 2016, đăng ký lần đầu 2017. Đấy ạ, tất cả những cái hộp đèn phía sau đều được bọc cao su để bảo vệ rồi. Cao su bảo vệ rồi, có đèn báo hậu trên cao đầy đủ luôn. La răng đúc phanh ABS chống bó cứng an toàn. Đầy đủ. Đầy đủ như cả nhé. Điều hòa mát, âm thanh hay. Số tự động vận hành thì cực kỳ êm ái, dễ dàng. Forerunner được mệnh danh là một dòng vua bán tải như cả nhé. Ông vua của bán tải đấy ạ. Dòng xe cực kỳ chất luôn, cực kỳ chất. Chiếc xe này bên em đang bán với giá 540 triệu đồng. Bên nhà em đang bán với giá là 540 triệu đồng như cả nhé. Cực kỳ chất luôn, cực kỳ đẹp luôn. Thì cô bác chị nào mà đang tìm mua cho mình một chiếc Forerunner số tự động, động cơ 2.2 như này thì hãy liên hệ cho em Công theo số là 0945 883980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe. Em sẽ nhắc lại là 0945 883980 để được tư vấn hỗ trợ mua bán cũng như đặt lịch hẹn xem xe. Bên nhà em thì mua và bán xe toàn quốc, hỗ trợ vận chuyển xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp ngân hàng cả nhé. Có hỗ trợ trả góp ngân hàng. Đó, xe thì cực kỳ đẹp đây à. Chúng ta nhìn từ đằng trước này, mặt ga đằng trước thì cực kỳ lớn, bo rất là đẹp luôn. Xe thì đèn sáng choang luôn đây. Đèn sáng choang luôn. Đó, đèn halogen phản xạ đa chiều đây. Ba cụm đèn cách điệu rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Xe trang bị đèn gầm đầy đủ nhá cả nhá. Đèn gầm đầy đủ luôn. Xe như mới luôn nhá cả nhá. Xe như mới luôn, sản xuất 2016, đăng ký lần đầu 2017. Đăng ký lần đầu 2017. Giá thì cực kỳ kẹo mềm. Đây chúng ta nhìn nắp capo này. Đấy, cực kỳ khỏe khoắn luôn chứ cả nhà nhé. Cực kỳ khỏe khoắn luôn. Chỉ có 540 triệu thôi. 540 triệu chúng ta đã sở hữu một chiếc Forerunner bán tải rồi. Một ông vua bán tải đây. Bộ lốp đằng trước đây. Lốp mới tinh nhá cả nhé. Đằng trước là lốp mới tinh này. Ta lông còn nguyên. Rãnh thì cực kỳ sâu luôn rồi. Cực kỳ sâu luôn. Gầm bệ thì siêu chắc chắn luôn chứ cả nhé. Gầm bệ siêu chắc chắn luôn. Gầm bệ thì siêu chắc chắn, không có một dấu hiệu gì xét luôn, bởi vì xe rất là mới, rất là đẹp luôn. La răng đúc phanh ABS chống bó cứng đầy đủ luôn. Tất cả các chi tiết này rất là khít đẹp nhá cả nhá. Rất là khít đẹp luôn. Đó. Có bậc lên xuống này, đầy đủ luôn. Bậc lên xuống đầy đủ luôn nhá cả nhá. Xe thì còn đăng kiểm rất là dài, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2020. Còn mấy tháng nữa cơ, mới hết đăng kiểm. Đăng kiểm rất dài luôn, còn dài. Đây ạ, kính là kính zin. Formoco. Kính rất zin luôn. Bên đây cũng vậy này, cũng là kính zin. Đó, cũng là kính zin của nhà sản xuất nhá cả nhá. Là kính zin của nhà sản xuất. Lốp sau đây. Lốp sau thì ta lông cũng còn nguyên đây. Đấy, ta lông còn nguyên. Rãnh thì cũng rất là sâu. Rãnh rất sâu. Hai phanh bánh sau này là phanh đục nhá cả nhá. Là phanh đục nhá. Hai phanh trước là phanh đĩa. Đó. Hai phanh trước là phanh đĩa. Tất cả đèn phía sau, các cụm đèn phía sau đều được bọc cao su để bảo vệ, bọc cao su để bảo vệ nhé cả nhé. Hàng cực kỳ chất đẹp luôn, cực kỳ chất đẹp luôn. Lốp này cũng vậy này, lốp này thì còn tương đối, ta lông này cũng còn rất là nhiều, lốp cũng còn tương đối thôi. Đấy. Mòn hơn 4 cái lốp, 3 cái lốp kia, nhưng lốp cũng còn tương đối, còn tương đối tốt. Kính này cũng là kính zin này. Đó. Kính zin chứ cả nhé, kính zin, kính của hãng luôn đấy ạ, kính zin của hãng ấy, cực kỳ chất luôn.
cực kỳ chất luôn nhé cả nhé. Kính này cũng vậy này, cũng là kính zin của hãng này. Đó, cũng là kính zin của hãng luôn. Lốp này thì mới tinh luôn, ta lông còn nguyên. Đấy, chỗ này rất nhiều luôn, rất nhiều luôn. Đó, vừa mới lăn bánh luôn nhé cả nhé. Đấy, hàng cực kỳ chất luôn, cực kỳ chất cho các anh chị và các bạn, mà giá chỉ có gì ạ, 540 triệu đồng thôi. Chúng ta đã sở hữu một chiếc Ford Ranger, một dòng vua bán tải số tự động 2016, đăng ký lần đầu 2017. 2016 đăng ký lần đầu 2017. Đây ạ, em sẽ soi về phần động cơ. Động cơ của chiếc Ford Ranger này, đây chúng ta nhìn này. Nguyên bút quẹt màu QC nhà máy này. Đấy. Tất cả các thanh răng này. Còn vuông đét luôn nhé cả nhé. Đấy. Đây cũng vậy này. Nguyên bút quẹt màu QC nhà máy, máy móc thì cực kỳ chất luôn. Cực kỳ chất luôn cho các anh chị và các bạn. Tất cả các chi tiết luôn. Cực kỳ chất luôn. Đó. Máy móc đây, còn nguyên bút quẹt màu QC nhà máy này. Đó. Còn nguyên bút quẹt màu của QC nhà máy luôn cho các anh chị và các bạn. Đây cũng vậy này. Đó. Nguyên bút quẹt màu. Động cơ 2.2 nó sẽ rơi vào tầm khoảng 8 lít rưỡi đến 9 lít trên 100 km đường hỗn hợp nhé cả nhé. Máy dầu. Đây ạ, tất cả các chi tiết này. Các lỗ này, tròn xoe luôn nhé. Tròn xoe luôn. Đây cũng vậy này. Đó. Còn nguyên của Ford này. Đó. Ford. Tất cả các lỗ này, tròn xoe luôn. Đó. Xe không va quẹt gì. Đằng trước không một chút va quẹt gì của anh chị nhé. Xe bao không va quẹt cho các anh chị và các bạn luôn. Vừa rồi thì em đã quay đằng trước rồi. Đây chúng ta có thể nhìn này. Về tất cả keo chỉ trên cánh cửa đây của cái dòng vua bán tải đây. Keo chỉ đây thì bao zin cho các anh chị và các bạn luôn. Bao zin luôn. Ghế zin nguyên bản theo xe. Ghế da zin này. Đó, cực kỳ chất luôn cho các anh chị nhé. Cực kỳ chất luôn. Ghế da zin. Số tự động. Đây ạ. Có số tự động này. Có chế độ lái tay. Chế độ hỗ trợ leo dốc. Đó, chế độ hỗ trợ leo dốc. Đầy đủ luôn. Vô lăng tích hợp bàn phím. Rồi đây ạ. Đầu CD này. SM radio đầy đủ, AUX đầy đủ nhất cả nhà nhé. Điều hòa chỉnh cơm. Điều hòa chỉnh cơm này. Các cửa gió rồi có hai cổng điện ra 12V. Hai cổng điện ra 12V. Tay nắm số này cũng như là tay nắm phanh tay này. Đấy. Còn rất mới đẹp nhất cả nhé. Đây ạ. Ghế này, zin này. Trần thì không một vết bẩn nhất cả nhà nhé. Trần không vết bẩn luôn. Cực kỳ chất, cực kỳ đẹp luôn. Chỉ với giá rất kẹo mềm cho các anh chị và các bạn. Rất kẹo mềm luôn cho các anh chị và các bạn luôn. 540 triệu thôi. 540 triệu chúng ta đã sở hữu một chiếc Ford Ranger đây rồi. Đây ạ. 540 triệu. 2016, sản xuất 2016, đăng ký lần đầu 2017. Đây chúng ta nhìn đấy. Nguyên bút quẹt màu QC nhà máy nhé cả nhé. Đấy, nguyên bút quẹt màu, ghế thì zin nguyên bản theo xe. Ghế zin nguyên bản theo xe đấy ạ. Đấy, cực kỳ chất luôn. Thùng bệ phía sau đây. Có bác chị nhá. Thẳng tắp luôn. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Bác chủ gần như cũng không sử dụng đến cốp sau nhiều nên là để nó hơi bụi. Sau đây thì em sẽ so đi rửa dọn sạch sẽ cho các anh chị nhé. Đây ạ, chúng ta nhìn thùng này. Cũng không hề bị xước nhé cả nhé. Không hề bị xước sát luôn. Không hề bị xước sát luôn. Rất đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn cho các anh chị nhé. Gầm bệ đây ạ, em sẽ soi gầm bệ cho các anh chị. Đây, lốp dự phòng này. Lốp dự phòng còn tương đối nhé cả nhé. Lốp dự phòng còn tương đối. Gầm bệ thì siêu chắc chắn luôn này. Gầm bệ siêu chắc chắn, không hề có dấu hiệu gì dầu gì nhớt. Gầm bệ quá chắc chắn luôn. Không hề có dấu hiệu gì sét luôn cả nhá. Không hề có dấu hiệu gì dầu gì nhớt gì sét. Cho chiếc Ford Ranger sản xuất 2016, đăng ký lần đầu 2017. 540 triệu đồng thôi ạ. Giá cực kỳ kẹo mềm cho các anh chị và các bạn. Giá rất mềm mại luôn. Cho các anh chị và các bạn luôn. Hàng cực kỳ chất. Bao chất luôn cho các anh chị và các bạn. Một ông vua bán tải. Một ông vua bán tải nhé. Đấy, keo chỉ đây. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Ghế bọc da
không hề bị xẹp, bị rách hay là bị nhăn nheo, rất đẹp luôn. Trần bọc nỉ không một vết bẩn nhỏ. Táp ly táp lô thì cực kỳ sạch đẹp, không hề bị bóng mờ. Đây ạ, không hề bị bóng mờ. Và tất cả những cái phần này bọc da, phần này bọc da thông hơi. Phần này là đây ạ, cái hộp để nước này, chúng ta có thể để được vài chai nước. Vài chai nước như các anh chị nhé, cực kỳ đẹp luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Hóa chất luôn cho một chiếc Forenger sản xuất 2016, đăng ký lần đầu 2017. Vâng, vừa rồi thì em đã làm video chi tiết về chiếc Forerunner sản xuất 2016, đăng ký lần đầu 2017, số tự động, động cơ 2.2, máy dầu. Chiếc này thì bên nhà em đang bán với giá là 540 triệu. Cũng anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một chiếc Forerunner đời cao, số tự động như này thì hãy liên hệ ngay cho em Công theo số là 0945 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe. Em xin nhắc lại là 0945 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch hẹn xem xe ạ. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn các anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.